Thôi đừng nói thôi. À, sau đây là màn thi đấu giữa cựu thủ tướng quốc gia Lê Anh Tài. Từ từ. Một, một, không. Hai, không. Hai, không. Ba, không. Ba, không. Ba, không. Mình chỉ té đây ngồi mình thua thôi, chứ còn mình bị vọt xa ra được. Đây, cảm giác thế nào anh Chiến ơi? Ok hả? Đây anh Chiến, người là anh thắng lợi trong cuộc chơi với Lê Tân Tài nha. Tiếp theo mồi hả? Tiếp theo mồi gì? Mồi. Thua. Ok, lên này, 1-0. Một không. Lê Đức Cường đang nhận 1-0. Ok, vậy là anh chỉ ăn 2 kèo nha. 2 kèo. Rồi, 2 kèo, 2 kèo. 2 kèo. Rồi, lụm kèo rồi. Ok, êm rồi.